Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 74 của Thế giới Hoàn Mi, Thạch Hào đang ở Bất Lão Sơn tìm lại cha mẹ mình. Hắn đang quẩy tung nóc nhà tại Bất Lão Sơn đánh một số người ngăn cản. Tuy nhiên dưới sự hổ báo cáo chôn của mình, Thạch Hào nhanh chóng đã bị lão tổ Tần Vũ của Bất Lão Sơn dịch chuyển đến một không gian khác. Chuyển sang tập 75 của Thế giới Hoàn Mi, lão tổ Bất Lão Sơn đã chỉ huy cho Tần Hào xuất hiện cùng với Thạch Hào ở một không gian. Tần Hào tay cầm phóng lợn trường thương đang chuẩn bị lao vào tấn công Thạch Hào. Thạch Hào đã hứa với lão tổ Tần Vũ lần này, hắn sẽ đánh sập Bất Lão Sơn là ít để trả thù toàn bộ những sự việc gây ra cho hắn. Từ cha mẹ ông đến em trai, chuyển đến chỗ bên trong trận pháp nhà tù mà hai vợ chồng Thạch Tử Lăng và vợ đều cảm nhận được Thạch Hào hay Tần Hào đang ở rất gần mình. Trở lại chỗ Thạch Hào sau khi hò hét xong, hắn dùng chiến ý của mình tạo ra một cơ thể phân thân đánh nhau với Tần Hào. Còn màn thế chính Tân Hào solo với hai ông già khác của Bất Lão Sơn. Hai ông già đã tạo ra một ngọn núi ném thẳng vào Thạch Hào cho nát sọ. Thạch Hào trên tay cầm một thanh kiếm chém nát ngọn núi. Sau đó cơ thể Thạch Hào tiến vào trạng thái nhập ma, một tay cầm kiếm một tay cầm phóng lân. Lúc này bên ngoài lão tổ Tần Vũ bắn ra một luồng ánh sáng xâm xét vào trận pháp muốn đè Thạch Hào. Do đó ở bên trong không gian, Thạch Hào đã tạo ra một con toàn nghề chống đỡ xâm chớp, nên lão tổ Tần Vũ nhận xét được kết quả Thạch Hào dám chống lại thân. Dĩ nhiên Thạch Hào ba đời này chưa bao giờ không chửi ngay. Hắn chửi bới lão tổ Tần Vũ chỉ là một thằng thần kinh chứ thần linh cái củ cải gì. Chuyển đến chỗ không gian của hai vợ chồng Thạch Tử Lăng, Thạch Tử Lăng đang cố gắng phá trận pháp đi ra bên ngoài. Ở diễn biến tiếp theo, lão tổ Tần Vũ đã cho một giọt máu áp chế Thạch Hào. Thạch Hào trên người sử dụng xương chí tôn phá nát áp chế. Lúc này Tần Hào đánh xong phân thân của Thạch Hào, hắn cầm phóng lợn định lao vào ăn hôi solo với Thạch Hào. Khi Thạch Hào chửi em trai, Tần Hào đứng sang một bên không phần sự miễn đến, nên Tần Hào không ra mua thêm một câu nào. Hiện tại lão tổ Tần Vũ đích thân xuất trận đi vào không gian đánh nhau với Thạch Hào. Thạch Hào vội vã cho ra Tiểu Tháp đang ngủ say. Tiểu Tháp kinh sợ về Thạch Hào dám đập cả Bất Lão Sơn. Khi nơi này từng đào tạo cho ra rất nhiều người có sức mạnh của thiên thần ma. Thạch Hào cầm kiếm chém một phát chí mạng vào cơ thể Tần Vũ, khiến Tần Vũ không kịp phản xạ đã bị chảy máu trên ngay. Tuy nhiên lão tổ Tần Vũ không dám phi đến Thạch Hào, mà hắn quay đầu bỏ chạy. Khi Tần Vũ nhận định Tiểu Tháp trên người Thạch Hào khó mà rời được, thế nhưng Tiểu Tháp đã chặn đường đánh nhau với Tần Vũ. Trải qua vài đường quyền, Tần Vũ đã bị đánh bay. Do đó Thạch Hào tra hỏi Tần Vũ về tung tích của ông nội cụt tay Thạch Trung Thiên, nhưng Tần Vũ không trả lời mà vẫn bô cái mồm dọa Thạch Hào. Ở Bất Lao Sơn có thiên tôn thượng giới chú ý, nên có cả ngũ hành hạ giới. Thạch Hào nghe vậy đã dùng thanh kiếm chém thẳng vào lão tổ Tần Vũ chém cụt tay Tần Vũ lão tổ lắm mồm. Đến tận bây giờ Tần Vũ mới bắt đầu khai báo thành khẩn về Thạch Trung Thiên vẫn đang còn sống bình thường. Khi Thạch Trung Thiên đã lên thượng giới, do đó Thạch Hào quyết định giết chết lão tổ Tần Vũ. Thì Tần Vũ nhờ alo gọi viện trợ cho Huyền Tổ Tần Húc xuất hiện. Vì vậy lực sát thương của Tiểu Tha đã bị Ngô Anh Sơn chặn lại. Còn Tần Húc từ năm ngọn núi đi ra bên ngoài gặp Thạch Hào. Tuy nhiên hai bên chia đội hình tấn công như sau: Tiểu Tháp đánh nhau với năm ngọn núi Ngô Anh Sơn. Về phần Thạch Hào và Tần Húc vẫn đang đấu võ mồm. Sau đó đám người Tần Húc đã rời khỏi Bất Lão Sơn. Thạch Hào xin Tiểu Tháp phá phong ấn thành công chỗ cha mẹ Thạch Tiểu Lăng đang bị nhốt, nên Thạch Hào đã chạy vào bên trong gọi cha mẹ của mình. Hai vợ chồng Thạch Tiểu Lăng cũng gọi lại con trai của mình. Trải qua màn chào hỏi khóc sướt mướt, mẹ Tần Di Ninh sờ nắn cơ thể Thạch Hào xem có to béo hay gầy tộp. Tần Di Ninh cứ xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đối với Thạch Hào. Dĩ nhiên Thạch Hào không bao giờ trách hai người Thạch Tử Lăng. Khi hắn nghe được chiến tích của hai người quẩy nát vô tộc năm đó. Cảm ơn anh em đã xem hết video.